Chào bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Em Nhỏ Miền Quê. Thì bữa nay gia đình của mình gói bánh tét để ngày mai mình phát quà Tết cho bà con trong xóm của mình. Thì bữa nay mình có nhờ dì Tám, thứ Hai, thứ Ba với mẹ, rồi cô Năm, chị Hồng đến để phụ gói cho gia đình của mình đó. Tại vì mình gói số lượng nhiều quá nên là mình có nhờ mấy thím với dì Tám tới gói để mình nấu sớm, mình không có thức đêm nhiều á. Hồi năm trước cũng có gấu nhưng mà tới 1 giờ sáng mới được ngủ hôm nay. Thì giờ mình gói mình gói là 30 đòn bánh tét đậu mỡ với lại 10 đòn chuối là của cậu Canada với cậu Bớp gửi tặng cho bà con. Rồi mình có gói thêm vài đòn nữa để mình ăn á. Thì chắc cũng khoảng 50 đòn hơn ạ. 50 đòn bánh. Giờ mình mời cả nhà cùng gói bánh với gia đình của mình nha. Chào cả nhà. Mình cùng gói bánh với mấy bạn với quý vị. Giờ cô Năm của mình cọp nha. Nãy giờ thím Hai với thím Ba thì gói, còn mẹ thì nắng nhân, còn dì Tám với cô Năm thì cọp. Mỗi người một công việc làm về nhanh dữ lắm luôn nè. Bánh tét của mình mỗi đòn là mình làm ký nè, mà cái này cũng có xê xích nha, có đòn ký mốt luôn á, là từ 1 ký trở lên, có ni đo luôn. Có mình mẹ nắng nhân à, vậy mà mẹ cũng làm kẻ phán. Giờ có chị Hồng vô tiếp sức với mẹ rồi kìa. Đây bánh tét nè, đều rang luôn. Tất cả thì mình đã chuẩn bị ngày hôm qua nên giờ chỉ có gói không cũng khỏe. Thì nhân đậu mỡ, cái mỡ là mình sắt trước, xong rồi mình ướp miếng tiêu, miếng đường, muối với gốc hành để cho cái nhân nó thơm á, rồi mình phơi nắng. Còn đậu xanh mẹ mình đang nắng nhân này là mình nấu với nước cốt dừa để cho cái đậu xanh nở ra hết luôn á. Mình nắng cái cục mỡ vô trong luôn cho cái nhân của mình nó đều. Còn mình để đậu sống á, thì mình phải nấu lâu với mình phải gói cho khéo. Chứ cắt ra là có khi cái đậu nó không có dính lại, nó rớt đậu ra luôn á. Chị Hồng giờ bên công đoạn nào hay chị nắng nhân đi chị Hồng? Giờ cái vụ đó chị cột. Chị cột hả? Vậy chị cột đi. Thím Ba em làm hai mấy bịt đầu. Ủa thím cắt bẻ luôn chứ không có cắt thím Ba. Thím Hai cắt hay bẻ thím Hai? À, vậy là mình bẻ gốc vuông luôn. Dì Tám cũng gói khéo lắm nè mà nay dĩ cột vậy. Nay đủ thợ. Nay đủ thợ. Thím Hai, thím Ba là thợ chính. Mình là thợ phụ. Chuyển lại thợ phụ. Còn bữa nào không có thợ chính thì nhảy lên làm thợ chính. Còn cô Năm gói cũng khéo nữa mà năm nay cổ cột. Cổ cột đẹp hơn nữa. Dưỡng Năm của mình mới đi chợ về, Dưỡng mua mấy cái bình này để tưới cây nè. Ôi, cái bình nhựa này ngon hết Dưỡng Năm. Thường thường ngày xưa mình xài cái thùng dồi bằng nhôm. Dưỡng phát cho anh Thái cái thùng bự đó đó. Anh Thái thùng bự đó, anh tưới rau á. Mình được 6 thợ ha. Thợ thầy tổng cộng 6 người. Còn dì Mười về cho dịch uống nước thì cái dì Mười vô. Là bữa nay là thợ xỉn không á, thợ là thợ chánh không á. Tiễn không á. Bữa nay là thợ tiễn không á. Thợ tiễn từ tổ 5 qua tới tổ 6, tổ 7 gì luôn vậy đâu. Đâu có vừa. Tại thấy bự trước.
chị mượn đi liền đâu có chị. Có thím ba nè, nãy thím ra tưởng là thím đi làm, cái thấy thím con mượn luôn, thím thím nhận lời cái con nhảy luôn, mừng quá trời. Nhảy luôn, nhảy luôn. Đây thím ba thím bỏ nếp thím vàng ra nè, xong bỏ cái nhân vô giữa rồi cái mình cuộn lại nè. Nãy giờ nhà mình gói cũng được nhiều rồi. Được phân nửa số nếp rồi á. Có cô hai qua phụ cột nữa. Mát quá. Mát quá có luồng gió vô ngon ha. Giờ có gì mời mình vô rồi nè. Nãy giờ dĩ về dĩ thăm đàn vịt của dĩ. Cho nó ăn với uống. Chị Hồng chỉ ngồi chỉ hết nổi, chỉ lên chỉ đứng thôi. Em cũng vậy, ngồi lâu làm bị tê. Em ngồi lâu em tê nha. Ngồi chị đứng lên chị đi không được, tê. Dì mời với cột kìa. À. Lăn lăn được nữa ha. Lắc cho nó dẻ. Chị Hồng nãy giờ hoàn thành được mấy chú rồi? Mới có chú thứ hai, chú này với chú này là có cái hai chú à. Đẹp quá. Chị Hồng chỉ làm hai cái đòn này nhìn đẹp ghê không? Thứ hai, thứ ba mình đo cái ni bằng nhau á, nên là mấy cái đòn bánh mình nó đều đều vậy luôn á. Cứ 1 ký đòn đều đều rồi hết luôn. Chỉ có mấy cái nào lá ngắn á thì nó sẽ mập hơn chút. Lửa lửa nghe không? Lửa. Không, con cân ký hết mà dì mời. Đều nhau lắm. Đều lắm. Đẹp ghê hả chị? Đều nhau luôn á. Đòn u của ông Hồng nha, còn mấy đòn ốm ốm là của dì mời. Chia rồi. Dì mời dĩ lăng quá. Mình cũng gói thường mà mình không được lên thợ vậy ra nghe. Mình thợ buộc dây không à. Thợ buộc. Dì em về vô gói đi, có ai cấm cản gì đâu. Làm trượt. Không trượt hả? Trượt. Trượt. Lăng sao mà ăn dở đít bị chản như cái đầu ở chút ép kìa. Ngồi lên nó đồng lại à. Sợ chơi xấu cái gì nói vậy á. Giờ chị Hồng vô đây ngồi nữa là hai hàng hai bên luôn nè chị Hồng. Trời ơi, cái cột xuống. Ủa, chị Năm làm thợ cột luôn hả? Thợ cứng. Cô Năm cổ bệnh cái dây ấy, nhìn như thắt bính khéo vậy, con khoái như cái bệnh đó đó. Đó, có hai cô cũng bệnh đó. Ừ. Sáng chưa ăn về đi. Thì nói vậy có ăn về vậy. Đâu rồi. Sớm này mấy em mà chỉ nói vậy là chị xưa rồi. Phải nói chứ. Mà làm chim mông giờ mà dạ chính lòng mấy với vợ ngọc. Qua. Cô nàng của siết. Siết bằng răng. Xích thầm răng. Dì Tám dĩ lăng nè. Nó dĩ làm rất rất đẹp ghê không. Khéo. Này toàn là thợ khéo không à. Nặng quá hả dì Tám? Nặng. Nhà cô Năm ngồi gói bánh mát quá trời luôn ạ. Mát lạnh nè. Có quạt đó, được bật quạt lên. Dạ, lạnh quá Dương ơi. Sợ nó bay lá. Ê, không có bật quạt, không thể mà. Nếu là mát gại nữa. Cái này mát gại. Tính ra có nhiều người cột cái nhanh, bên kia xong cái bên mình cũng xong luôn. Thím hai thím thím làm xong thím để con đống bên kia nữa kìa. Đống bên kia nữa kìa.
mà yêu cầu gói xong là khỏe thì cô Năm. Sợ cái vụ mà gói á. Rồi mấy cô mấy bác của mình gói xong hết rồi nè, xong cái phần bánh đậu mỡ á nha, còn cái phần chuối thì chưa có gói tới, thì mình dọn cơm lên để cho mấy thím mấy cô với dì đồ ăn. À, dì không ăn cơm gì vậy? Mình nghĩ ăn cơm cái mới gói tiếp. Mình nghỉ tay mình ăn cơm uống nước rồi chứ từ sáng giờ đến giờ cũng 11 giờ mấy rồi. Mình làm gà kho gừng với lại giò heo hầm bắp cải với củ cải đỏ để ăn cơm trưa. Đây bánh tét của mình là đậu mỡ nè, đòn nào đòn nấy đều bị rang luôn, quá đẹp luôn. Này chưa buộc đây. Mình ăn cơm xong cái mình làm chuối nữa là xong rồi đó. Cái mình ăn xong mình buộc nữa. Giờ mình bắt một cái nồi nước sôi để mình nấu bánh tét đậu mỡ trước. Còn cái bánh tét chuối thì nó nhanh chín hơn, mình sẽ nấu bằng cái lò than. Hiện giờ mẹ với thím Ba xách đi ngay xuống cái nồi nè. Quá chừng bánh luôn. Bánh đều ấy ghê luôn thím Ba. Cô Năm bỏ lá đu đủ với lá dứa cho nó thơm. Lá đu đủ thì giúp cho cái bánh của mình nó nhanh mềm. Cái đó là mẹo dân gian á. Ngoài nấu nước nóng mới để vô. Mình để bánh ở ngoài nấu nước nóng mới để vô, chứ nếu mình để vô sớm có sợ nước nó nông. Nông nước à, để bởi nãy con nói. Mình sẽ cho nước vô nồi để mình nấu. Giờ mình đem xuống cái lò của cô Năm. Đợi cho cái nồi này sôi cái mình để bánh vô. Cô Năm cô có củi củi bưởi. Cô chuẩn bị củi lửa hết trơn luôn rồi nè. Nhờ có cái lò này chứ thôi nấu không nổi với cái mấy chục đòn bánh này á. Cô Năm có củi xăng nữa không? Cô Năm cô có củi. Cái cục than vậy chứ dở lắm cô Năm. Nó chỉ nóng cái đít nồi ngay chỗ đó thôi chứ còn nó không có giống như bếp củi của mình. Mày đem củi về cho cô Năm. Hai cục cái ba hồi nữa con cũng mồi hai cục để con nấu bánh tét chuối á. Mẹ đi gom củi vô rồi. Giờ mình chậm cái mình bỏ đây cái chút nữa nó sôi mình xuống mình để vô. Nước nóng nóng để cho được nha. Dạ. Đi vô đi cho nó mát. Đi vô nhà chuẩn bị gói bánh tét chuối. Đó. Cô Năm nhất lên đời vậy. Nhất. Có cái lò nồi này cái lò nữa ngon quá trời luôn rồi. Dưỡng Nam vẫn xây hay á, Dưỡng Nam tự làm luôn á. Tự làm đất bằng đất. Dưỡng Nam vẫn làm bằng gạch rồi vẫn tô đất ở bên ngoài nè, cái lò này Dưỡng Nam mình tự xây. Để dành nấu nước tắm rồi nấu bếp củi á. Thì cô Năm nấu đồ ăn cho chó đồ ở dưới đây nè. Khói lên nghi ngút rồi. Cái này mà mình nấu nước màu dừa á, có cái lò này nấu ngon lắm luôn. Cái này mà đêm 30 á mình được nào bánh tét gì mình ngồi mình canh tới giao thừa luôn, vui lắm mấy cô Năm. Cô Năm cổ có củi bưởi mà nó nắng á, nó khô cong luôn, chậm nó cháy phà đá ghê luôn á. Anh thấy anh đẩy củi sẵn vô luôn rồi. Giữa trưa nắng nóng luôn nè. Nóng chưa cô Năm? Nước hơi ấm rồi, giờ mình cho bánh tét vô nè. Chị Hồng chỉ phụ cho vô. Thầy thợ gói không mà chị. Năm nay mình có mấy cô với mấy dì, mấy thím tiếp sức. Giờ mình chắc nằm, nếu mình nấu ít đó thì mình chắc đứng mình nấu nhanh, còn chắc nằm này một chút nữa mình phải trở. Như lại mình chiêm nước, cái khâu mà chiêm nước á, hồi năm trước chị Thơ với anh Thái á, xách nước chiêm muốn chết luôn á. Năm nay có con với cô Năm. Nồi bánh của mình đang giờ mình dở ra mình thấy nó sôi lên rồi nè.
mình phải cho nó ngập nước chứ nó nổi lên là không được. Hồi nữa mình dời qua cái nồi thứ hai, tại vì mình sẽ bắt thêm một nồi nữa, chứ nếu mà để như vậy á là nó bánh của mình nó không có chín, nó không chín đều. Mình chiên sao cho nước nó ngập hết đầu bánh tét, chứ nếu mà nó nổi lên là nó bị sượng. Ở trong đây có mùi lá dứa nữa, thơm ghê luôn. Ở trong cái bếp lò thì bánh tét của mình nấu không có hết, còn dư lại khoảng 10 đòn á. Cái chị Hồng với cô Năm mới bắt thêm một cái nồi ở bên ngoài nữa nè, để mình nấu bếp củi luôn. Tại vì cái bánh tét này nấu phải 6 tiếng trở lên, nên là mình sẽ bắt ra nhiều nồi như vậy nè, để cho cái bánh của mình nó chín đều mà nó ngon hơn nữa. Chụm ở ngoài trời luôn. Chụm kiểu này chùi son đã luôn á chị Hồng ơi. Còn bánh chuối nữa, không biết là mình nấu vô cái nồi kia hết không nữa. Không hết thì hồi nữa mình gửi vô hai nồi này. Đây, trong đây thứ hai, thứ ba cũng làm thợ gói nữa nè. Còn lại là thợ buộc. Muốn sao tôi làm cái gì? Để đổ thừa nữa. Không có đổ thừa à? Ba làm. Nay mình làm hết một ngày ròng rã ha. Cô Năm có đi kiếm cái nắp sờ của nó hú hồn, chút nó mất nắp. Bánh chuối này mình gói không có đậu nên nó khỏe hơn, khỏi nắng. Thế mà em vàng nếp ra nè. Cái đòn này thì mình cũng gói 1 ký 1 đòn. Mấy đòn kia này cũng 1 đòn 1 ký. Nó đi qua nó đi nó lại cũng như vậy á. Từ nay chơi cứ nghe. Đang đó. Là đang hát. Tí mai tím cuộn lại rồi nè. Đó. Cái này mình bẻ đầu hay là góc vuông luôn tím mai? Bẻ đầu. Em thấy anh nói nó có một đòn quá dài mà. Mình cuộn lại xong mình cột ngang eo. Nó nói rõ mà, nó tiếng rồi. Phải ngày nào ai cũng đặt cho mình trăm đòn thì mình làm hoài luôn ha. Có chuyện làm hoài luôn. 50 đòn một ngày mệt như kiểu đấy. Ngày gói đêm nấu. Vậy thôi khỏi ngủ. Không có thời gian ngủ. Bị tết hoài. Cái 21 tới ngủ không được. Mình cũng bịch đầu luôn ha mày. Cái đầu nó vô. Bây giờ mình bẻ đầu không được, không đẹp chỉ biết lên nhé. Chị biết không, cái bẻ đầu á, cái lá nó vừa héo tới thôi, nó định nó héo hung. Mà cái hồi xưa thấy người ta lấy muỗng ém ém nữa mà mình khỏi em hay. Mình khỏi tránh rồi nó có ém nữa. Đó, bên đây còn ém à. Vậy đó là khổ. Còn tím bẻ đơn lại luôn. Tím đơn lại cho nó dày. Nghĩa là tím thổi có người ta lấy cái lá này người ta bịch riêng, còn dạ. Không có bịch riêng, tím lấy chung luôn. Mình khỏi mấy công cắt. Khỏi độn nữa. Canh dừa nó luôn là. Đâu dì Mười nói gì đẹp đâu. Đó. Dì nhìn giống sâu quá ha. Hỏi bà ám rồi bà nói được. Giờ cái khâu khéo hay không là khâu luồn dây vô cột cuối cùng. Thấy cái gai khéo không lên sách lên. Phóng tình tình ra. Câu hai của cột chi lát luôn. Có nở rồi giờ sao? Đây có con dao ở nhanh này. Nè. Kéo lấy luôn rồi ta này kéo lấy. Nãy con có đem vô hai cây kéo, cây đen cây vàng. Rồi đâu? Ai biết. Chị không mượn cây kéo không chị? Hồi nãy gom cho con dao bưng về có kéo không? Vậy chắc gom về đó, kéo vàng kìa. Đó. Vậy mời xong chưa? Ở chưa, vậy em biết mà không quay. Học khỏi gì tám kìa. Sao bà ăn? Vậy chị không quay. Có quay chứ. Dì tám với gói bằng dây mà gói khéo ghê không? Dì Mười khen hoài à. Cái đó phải cắt cái cột được đó.
khen mỗi ngày rồi. Dì Tám lâu lâu mới gặp. Cái đây. Mới cầm qua đó chứ. Mới dạ. Hết tống quần em đi. Mới dạ. Gì nhà chứ không phải không. Hết dì quần. Đâu dì Tám quên mất mẹ. Rồi cũng biết thỏ quay luôn. Cả nào tao làm được. Mẹ đâu mà. Mẹ dạy dì Tám á. Mày mẹ thôi đi gáo. Mày hớn cho tao hớn cho mày. Nói cho vui vậy mà chị. Thôi đi tiếp cá thôi bớt lại đi. Nãy có dây đây mới lấy gì về đấy. Đây giống đầu hồi nãy đó. Thím Hai thím đang làm cái đòn bánh tét mà không có nhân. Nếp không à. Tại vì nhân thích ăn nếp không vậy. Rồi thím kéo gói khéo quá trời luôn. Đầu hình tam giác luôn kìa. Tính ra nè, ai nãy giờ nghe ăn cũng được nghe. Không, cái đầu đó thì thím làm hay thiệt. Thím làm cái đầu đẹp quá. À, vậy cô Hai cột giùm con luôn đi. Cô Năm mình mới đi cắt lá dứa vô nè. Nhà cô Năm trồng nhiều lá dứa lắm. Cô để vô cho thơm mánh luôn. Giờ mình cho hết số bánh tét còn lại vô. Nãy cô có đếm không cô Năm? Nồi kia nãy có đếm không quên không biết. 35 phải không? Hết. Hy vọng là hết. Mừng quá mừng cô Năm. Sợ không hết thôi bắt nồi nữa chắc chết luôn á. Dạ. 14 đòn vậy nồi bên kia 35. 21. Nồi bự cho bá có 21 rồi ha. Thấy cái nồi con Năm vậy mà được 14 đòn. 14 cũng lên hơn á. Ở ngoài đây thì mình có bắt một cái son nước sôi để mình luộc mấy cái đòn bánh tét chuối. Cái nồi này hơi nhỏ hơn hai cái nồi trong nhà của cô Năm. Thì mình có cho ít cái lá dứa vô cho nó thơm nữa nè. Giờ chị Hồng cho bánh tét vô. Hy vọng là sẽ hết. Những đòn bánh tét chuối của mình đây. Giờ mình sẽ nấu tới 8 giờ tối. Clip của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.